Xin chào các bạn, hôm nay bác sĩ Ngọc có một ca bệnh nhân thì 42 tuổi là cũng khá trẻ ha. Thì chị phát hiện một cái bú nhỏ ở tuyến vú, kích thước có 15mm thôi, tức là bằng trái nhãn tiêu á. Biết từ hồi nào chị? Cái đây hơn tháng hả? Hơn tháng rồi được. Đúng không? Em nghĩ là chắc cũng hồi cũng quân cũng đầu năm tới bây giờ phải. Nhưng mà tại vì công việc cái con gái độc hành chưa hình ra cái này. Cái em thấy nó càng ngày như nó khác khác. Tức là cảm nhận là từ đầu năm rồi, tức là mấy tháng rồi đó. Nhưng mà gần đây thì mới quyết định mới đi khám đó, đúng không? Nhưng mà thôi nó cũng còn nhỏ nha, nó nhỏ. Thì trên phiếu siêu âm, trên hình ảnh siêu âm á thì đầy đủ các yếu tố của một cái bướu không điển hình lành nha. Trên siêu âm là bao nhiêu cái dấu hiệu để mà kết luận không điển hình lành là cũng có hết, tức là không chắc là lành tính. Rồi cho sau đó bác sĩ Ngọc mới cho cổ đi làm cái xét nghiệm tế bào, tức là chích kim vô cái bướu của cổ. Thì cách này kết quả này khoảng tiếng nữa mình sẽ có ha. Rồi còn cái nhũ ảnh nó cũng giống như siêu âm bác sĩ Ngọc luôn, nó thể hiện cái bướu trên nhũ ảnh nó cũng như là bác sĩ Ngọc nói luôn. Nhưng mà rất là may là mình lại về làm sớm. Với cái may thứ hai của em á là cái bướu em nó to, cái vú nó to cho nên rất là thuận lợi để tái tạo. Cái may mắn thứ ba là nó xa cái núm vú, cho nên sau khi tái tạo nó không có bị mất cân đối, cũng không bị mất núm vú. Rồi bây giờ bác sĩ Ngọc sẽ cho chị xem hình những bệnh nhân trước của bác sĩ Ngọc nha. Trên này thì có lưu trong máy. Thì nếu mà đánh giá giai đoạn á, thì hiện giờ á, bác sĩ Ngọc sẽ có ba cái chẩn đoán. Hiện giờ sau khi kết hợp siêu âm với nhu ảnh kết hợp với nhau, bây giờ mình đợi xét nghiệm tế bào để có chẩn đoán chắc chắn. Nhưng mà ở thời điểm này thì bác sĩ Ngọc sẽ có ba chẩn đoán cho chị. Chẩn đoán thứ nhất đó là một cái u nhú là một cái u cũng lành tính, nhưng mà nó giả bộ cái hình ảnh như u ác tính. Rồi cái tiếp theo á, là một cái tổn thương lao vú, là viêm lao thôi. Đó là những cái bệnh mà nó mang hình ảnh của một cái ung thư vú, là ba cái tình huống là như vậy: bú nhú hoặc là lao vú, hoặc cuối cùng sẽ là ung thư. Rồi thì cái xét nghiệm mà FNA mà bác Ngọc sẽ làm cho chị, cho em á, lát có là mình sẽ lọc rồi đầy đủ ha. Nếu mà nó ra là bú nhú thì mổ tiểu phẫu thôi, chích thuốc tê vô, mổ xong về liền là điều trị xong, không có gì hết. Nếu mà kết quả mà ra lao vú, nghĩ là lao vú tế bào viêm kinh niên á, cũng phải mổ nữa, mà chỉ có mổ tiểu phẫu thôi, đem cái cục đó đi xác định đúng là lao vú, uống thuốc 8 tháng hết. Rồi khả năng thứ ba, nếu mà xui là mình là ác tính, là cái kết quả mà chẩn đoán xấu nhất á, bú ác tính, thì của em là giai đoạn 1. Hiện giờ trong những cái clip của bác sĩ Ngọc á, đều có đăng những cái clip nói chuyện bệnh nhân hết. Thì có một cô giai đoạn 3 điều trị xong tới giờ 5 năm vẫn khỏe, cô vẫn chưa bị tái phát luôn, giai đoạn 3. Bây giờ giai đoạn 1 sau khi điều trị xong bảo hành 15 năm không tái phát nha. Nếu như mà em điều trị đúng bác sĩ, đi theo bác sĩ nào cũng được, miễn là có chuyên khoa ung thư, xuất thân từ bệnh viện ung bướu là được, là an tâm ha. Với điều kiện là đi theo đúng bác sĩ dặn sao làm vậy, không có tự ý bỏ điều trị sau đó nữa ha. Không, tùy khi mà mình lấy cái bướu ra mình đi xét nghiệm các kiểu, ra được cái tên của bướu ung thư thì nó cũng có vài loại, thì mỗi một loại nó sẽ có một cái cách hóa chất và một cái cách uống thuốc phòng ngừa nó khác nhau. Chỉ cần đi theo chỉ định bác sĩ thôi, êm ái 15 năm cứ định kỳ 6 tháng gặp bác sĩ. Rồi có thể sau đó nó sẽ tái lại, nó sẽ tái lại một nốt nữa, hiểu không? Thì lúc đó bác sĩ Ngọc cũng sẽ xin thiết cái nốt đó, nếu đúng, hoặc bác sĩ Ngọc hoặc bác sĩ nào khác, tại 15 năm nè, mới tới lúc đó mình còn sống nữa. Rồi á, thì nếu mà có vấn đề mà là tái lại thì cổ điều trị thêm đợt nữa. Đến khi mà được chẩn đoán là lỡ mà cổ nhiều năm sau mà nó là giai đoạn 4 á, chỉ cần xa á, thì lúc đó cũng tiến bộ lắm rồi. Ở Mỹ, hiện giờ thời điểm này ở Mỹ, một bệnh nhân đã di căn gan rồi đó, gọi là giai đoạn 4 rồi đó, mà vẫn sống thêm 6 năm nữa nha. Vậy là nó đâu có đáng sợ, đúng không? Rất là hên là mình phát hiện sớm luôn. Không, cái này mà có gì em cũng lại đây bác sĩ thì em muốn đi đâu nào. Lâu quá thì sợ bác sĩ
lúc đó già mình cũng có bệnh nào bệnh kia đúng không, năm nay 46 tuổi rồi. Thì cái bướu hiện giờ là bác sĩ Ngọc đánh giá hiệu 1, 1A hay 1B mổ xong mới biết. Và trên siêu âm là không có nói được là 1A 1B luôn á. Là mình đang nói nhiều tình huống xấu nhất, mình phải nói nhiều một chút. Thì khi mà như vậy á, thì vừa được mổ tái tạo, ở cái giai đoạn này là em sẽ không bị mất cái núm luôn. Mổ tái tạo tức là sao, lấy cái miếng thịt ở đằng sau lưng mình nè. Đó, ở trong này là mổ nạo hết, bỏ hết một tuyến vú nạo hạch nách phòng ngừa luôn. Lấy miếng thịt ở đây ghép vô, mai lại một cái vú cực kỳ đẹp. Rồi, mình ở xa cái núm, mình giữ được cái núm luôn. Còn không thôi, biết làm sao không? Tại vì cái hình nó nằm ở trong cái máy này nè. Lát phải tắt cái video để mà ở coi được. Thì hiện giờ có cái ca mà có một số hình lưu đây. Đây, đây là cái hình tái tạo mà giữ được núm nè. Thấy không? Đây, đây là cái mảng này, là cái mảng lấy từ đây nè. Không? Do là xa núm vú giống như cô này nè, cho nên giữ được cái núm. Còn cái còn chỉ cần cái bướu mà nó gần cái này thôi là không có giữ được cái núm. Rồi. Rồi cái sẹo sau lưng nó to bằng từng này nè. Thì đối với các bạn xem thì bác sĩ Ngọc sẽ up cái hình trên phần comment ha, cái hình mà đây. Cái vết sẹo ở lưng nó sẽ như vậy. Rồi, vậy ha. Đây bệnh nhân của bác sĩ Ngọc ạ. Cô này là phát hiện được trong clip có ghi để nhớ vào giai đoạn mấy ta. Cô này là giai đoạn 2A. Giai đoạn 2 mà cổ còn được mổ nữa. Cái bướu của cổ hơn 2 cm, cái bướu mình có 15 mm à. Rồi, tới bây giờ cổ năm thứ 6 rồi nè. Là bác sĩ Ngọc vẫn kiểm tra lại vẫn tốt nè. Rồi. Rồi vậy thì cút tới đây. Bệnh nhân tới thì chỉ rờ được một cái bướu nhỏ không đau. Sau khi siêu âm và xét nghiệm máu, sau khi siêu âm và nhũ ảnh xong thì cả hai bác sĩ siêu âm lẫn nhũ ảnh đều xếp loại đây là một cái bướu BRAF 5. 5 là có khả năng ác tính. Tuy nhiên, có một số tổn thương lành tính, bệnh lý lành tính nó cũng mang cái hình ảnh của ác tính luôn. Thì chính cái xét nghiệm tức là một lát mà bác sĩ Ngọc làm rồi đó, một lát có kết quả là sẽ biết được ba tình huống là nó là cái gì ha. Lỡ mà nó có là ác tính thì trong cái rủi nó cũng có cái may là mình phát hiện cái đoạn sớm quá, đúng không? Thì mình có thể mổ tái tạo. Còn nếu như có những người người ta nói là em không có quan trọng đến cái việc thẩm mỹ, mổ thẩm mỹ thường là mắc, mổ thẩm mỹ là trên dưới 70 triệu đó, mổ mà tái tạo là đoạn mổ và tái tạo thôi đó, thì cũng bác sĩ Bình Dương Bú làm. Còn nếu như nói là thôi bây giờ khả năng em khó khăn rồi thì em đoạn nhũ cắt bỏ, tức là thành ra bên này là một cái vú, bên này là thành ngực. Nhưng mà thường như vậy á, mấy cổ lúc này mấy cổ hoang mang, mấy cổ sẽ nói là muốn lấy ra hết, tức là muốn làm triệt để, nhưng dài năm sau mấy cổ hối hận. Thấy mình khỏe quá mà, mổ xong bắt đầu khỏe, sau 4-5 năm mình vẫn khỏe đi, khám bác sĩ vẫn biểu bình thường. Cái tiếc lúc đó nói bác sĩ, bắt bác sĩ tái tạo lại, lúc đó đâu có kịp nữa. Tại vì lúc đó cắt da bỏ hết rồi. Nên là nếu mà mổ trong ngày vậy? Tùy, nếu mà mổ tái tạo nằm 5 ngày bệnh viện, lúc nào mổ cũng được hết. Để bác sĩ hẹn bác sĩ Bình Dưỡng Bú. Còn nếu mà mổ đoạn nhũ thì nằm có 3 ngày thôi. Rồi tiếp theo cái ý mà bác sĩ Ngọc muốn, tại vì muốn nói hết ý, tại vì một lát bác sĩ Ngọc đi hỗ trợ ở Bà Rịa cho nên không có gặp nó nhiều được như vậy, cho nên giờ mình nói trước ha. Rồi bảo hiểm y tế có không? Rửa xe hôm nay, hai vợ chồng rửa xe không có. Hơi tiếc ha. Nếu mà có bảo hiểm y tế tham gia 3 năm thì bác sĩ Ngọc cũng gửi vô cho đồng nghiệp được, hiểu không? Thì mình cũng đỡ. Rồi bây giờ cũng nên làm để cho lần sau, chứ nó không kịp lần này. Kỳ này em về em vẫn phải nên tham gia. Cứ im lặng đi ra đăng ký bảo hiểm thôi. Nhưng mà không có kịp cho lần này mình phải làm trên sớm. Cái này mình về nó cử ăn gì không? Hiện giờ là bác sĩ chưa có nói chuyện cử ăn. Tại vì nó quá nhiều thông tin. Một cái mảng ăn uống nó cũng là
cả một vấn đề luôn. Thì bây giờ là xem cái đó là cái gì cái đã. Xem nó là cái gì cái đã. Rồi xong xuôi rồi bác sĩ Ngọc sẽ cho cái trang về chế độ ăn phòng chống luôn các bệnh mãn tính trong đó ung thư. Chứ riêng ung thư không, nó không có chế độ riêng cho ung thư. Còn cái trên đây là mấy cái nhân giáp thì không sao, kệ nó. Nó không đáng kể, nó như là những cái tổn thương lành tính ngoài da mình, những cái nốt đồi mồi vậy thôi. Không, không có lo ha. Rồi vậy thì khi mà có kết quả đó thì bác sĩ Ngọc cũng điện thoại nói lại một lần nữa, nhưng mà nói ít luôn nha. Nói là mình trong tình huống nào thôi, chứ còn không có nói hết chi tiết như giờ đâu.